Mời các bạn tiếp tục đón nghe hồi ký. Chúng tôi tham gia giải phóng thủ đô Phnom Penh. Tác giả: Cựu chiến binh Văn Thắng. Giọng đọc: Hồi ức lính. Phần 6. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Như vậy là căn cứ cuối cùng của bọn Pol Pot đã bị liên quân Việt Nam, Campuchia tiêu diệt. Lực lượng của chúng bị cắt ra nhiều mảnh. Các sư đoàn địch 210, 502, 104, 232, 260, 460 trong tình thế bị tàn giã, đang tìm cách liên lạc lại với nhau, củng cố và tổ chức lại lực lượng. Một số dân Campuchia bị chúng lùa theo, ẩn nó giải rác trong các vùng rừng núi, vẫn bị chúng khống chế. Nhân dân chưa có cách nào để thoát ra vùng giải phóng. Pol Pot đã chạy ra nước ngoài nhưng vẫn chỉ đạo bọn tàn quân trong nước thông qua văn phòng 870 của chúng do Tà Mốc cầm đầu. Tà Mốc tên Campuchia là Chit người miên gốc tàu sinh năm 1926, quê ở tỉnh Takeo. Theo nhà báo Hà Đình Cận viết trong các loạt bài báo trên quân đội nhân dân Việt Nam phát hành những năm 1979, 1981, thì từ những năm 1973 đến 1975, Tà Mốc là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Pốt, chính ủy quân khu Tây Nam. Thời kỳ ba nước Đông Dương đang đoàn kết chống Mỹ, Tà Mốc đại diện cho Đảng Pốt chịu trách nhiệm tiếp cận hàng viện trợ của Việt Nam. Khi nhận hàng của Việt Nam giao, hắn ngọt sớt, cảm ơn các đồng chí Việt Nam đã vượt qua bom đạn, mang hàng đến cho cách mạng Campuchia. Nhưng khi bộ đội ta giao hàng xong quay lại, hắn cho lính đón đường phục kích, giết hại không thương tiếc. Với cương vị chính ủy quân khu Tây Nam, năm 1975, hắn cho hai sư đoàn quân Khmer Đỏ đánh chiếm một số vùng hải đảo và biên giới Tây Nam của nước ta. Ngày 10 tháng 5 năm 1975, một tiểu đoàn Khmer Đỏ của Tà Mốc đổ bộ lên đảo Thổ Chu giết sạch một làng trài Việt Nam 500 người bằng các thủ đoạn hết sức man dợ. Với thành tích bất hảo đó, từ năm 1977, Tà Mốc được bốt cân nhắc lên làm tổng tham mưu quân đội Khmer Đỏ. Từ đó, Tà Mốc cùng với cố vấn Trung Quốc Tôn Hạo xây dựng điểm một sư đoàn theo học thuyết muốn làm cách mạng triệt để phải cắt bỏ mối quan hệ với gia đình. Hắn rèn luyện cho lính chỉ mặc quân xa lọn, mình Trần Ăn bờ ngủ bụi Cho quen thuộc với cuộc sống hoang dã Để dễ bề giết hại đồng chí Đồng bào của mình Bằng các dụng cụ thô sơ Rồi ném xuống những hố chôn người tập thể Như ở Survey Riêng Chúp Công Phong Tràm đan Sau khi giải phóng căn cứ cuối cùng Của bọn Pol Pot ở Lake Chủ trương của ta là Củng cố tổ chức Xây dựng chính quyền bạn giúp dân ổn định chỗ ở, đẩy mạnh lao động sản xuất để cứu đói, từng bước ổn định cuộc sống. Tiếp tục hành quân truy quét, tiêu diệt địch, giải phóng dân, tiêu diệt bọn đầu sỏ và bắt sống tà mốc. Thực hiện chủ trương đó của sư đoàn 341, nhận định rằng tà mốc đang ở trong vùng rừng núi phía tây bát tam bằng, pù sát vùng tiếp giáp biên giới Thái Lan Campuchia. Qua khai thác tù binh và dân Campuchia từ vùng mới giải phóng thì khu vực ẩn náu và hoạt động của tà mốc là dãy Cravanh và thung lũng Aray. Đây là một vùng rừng núi trùng điệp cách thị trấn Lech khoảng 60 cây số về phía tây nam. Thung lũng Aray nằm sâu giữa cao điểm 500 đến 1000, có ngọn núi cao tới 1500 m là một khu rừng già nhiều tầng bị chia cắt bởi các hẻm cao, suối sâu. Nhân dân Campuchia cho biết trong vùng rừng núi này, chúng đã có những lực lượng đóng giữ từ trước, dựng lều lán, trồng ngô, khoai sắn, xây dựng căn cứ để ẩn náu và chống phá ta lâu dài. Bắt sống hoặc tiêu diệt tà mốc là chủ trương của lực lượng liên quân Việt Nam Campuchia. Vì vậy, không riêng khu vực hoạt động của sư đoàn 341 mà các khu vực hoạt động của quân đoàn 4 sư đoàn 7, sư đoàn 9, các sư đoàn 330, 339, trung đoàn 250 phối thuộc với sư đoàn 341 và các đơn vị bộ đội bạn đều được quán triệt tinh thần này. Các đơn vị khác thì không rõ, riêng ở sư 341, ảnh ta mốc được cục định vận quân đội cách mạng Campuchia in ra phát đến các đại đội, tiểu đoàn để anh em nhận diện. Từ tháng 5 đến hết tháng 10 năm 1979, hầu như suốt cả mùa mưa, các cuộc hành quân truy quét toàn quân Pốt, tìm diệt bọn đầu sỏ, bắt sống tả mốc, trở thành một chiến dịch rộng khắp trên nửa nước phía nam Campuchia. Một cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh, vô cùng vất vả, tiếp tục vắt kiệt sức lực của bộ đội ta trong rừng sâu, vùng tiếp giáp biên giới Campuchia-Thái Lan. Tính chất của cuộc hành quân chiến đấu này là truy quét, tìm diệt bọn chỉ huy và bắt sống tả mốc. Vì vậy, sư đoàn yêu cầu các đơn vị chủ động, độc lập tác chiến nhưng phải đảm bảo các yêu cầu. Chủ động hành quân truy quét, độc lập tác chiến khi gặp địch, tiêu diệt bọn chỉ huy đầu sỏ, cố gắng bắt sống tả mốc, làm tan rã hàng ngũ địch, triệt phá vùng căn cứ, nơi ẩn náu của các đơn vị tàn quân post giải phóng nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ các đơn vị cứ thế nhằm những mục tiêu đã định mà hành quân. Từ tháng 5 đến tháng 9, các trung đoàn, tiểu đoàn liên tục đợt này đến đợt khác thay nhau kiểu cuốn chiếu trên phạm vi rộng hàng trăm km vuông mỗi trung đoàn. Trung đoàn 273 từ phía nam Bùa Sát tiến về Bát Tam Bằng vào sâu trong dãy Cờ Rò Vành 25 số đến cuối tháng 9 năm 1979 thì dừng chân tại huyện Mung Sai, tỉnh Bát Tam Bang, và làm công tác xây dựng chính quyền tại đó. Trung đoàn 266 và Trung đoàn 270 tiến sâu vào trong dãy Cờ đến sát biên giới Campuchia, Thái Lan tiêu diệt và triệt phá căn cứ của chúng ở Phum Sai, Phum Câm Nôm, Phum Lich Pi, Phum Srap Mốt và ở cuối đường 56 sát biên giới Thái Lan. Trên đường tới Ta Xanh, trung đoàn 270 đã tiêu diệt và gọi hàng hơn 150 tên lính post, trong đó có Sofin, tiểu đoàn trưởng của trung đoàn 53, sư đoàn 1. Qua khai thác Sofin, chúng ta biết thêm một số vùng lõm và một vài trung đoàn khác. Khi hỏi đến sở chỉ huy thì hắn nói cán bộ cấp tiểu đoàn như hắn không biết được. Sofin nói rằng có nghe đồng đội cung cấp của hắn nói về tà mốc theo phán đoán của sovin thì tà mốc đang hoạt động tại vùng này tà mốc cơ động bằng voi voi của tà mốc thường đi theo các triển núi khe suối có khi đi dọc bờ suối lợi dụng nước mưa nước suối để tự xóa dấu vết của mình ban đêm hắn ngủ trên mình voi và không đêm nào cùng voi ngủ một địa điểm những nơi khác Dân chạy ra vùng giải phóng Họ cũng nói không biết tà mốc Nhưng có thấy lục thum ngồi trên voi Đã đi qua cách đó vài ngày Hoặc có nơi họ nói cách đó chỉ vài giờ Nghe có lý Bộ đội ta cứ thế truy tìm Truy đuổi Cứ lần theo dấu chân voi Có khi mất hút đến hàng cây số Rồi lại xuất hiện dấu chân voi bên bờ suối Xuất hiện cả trong cho than Đã bị xóa dấu vết chưa sạch cuộc truy tìm truy đuổi như trẻ con chơi trốn tìm tốn bao nhiêu công sức hàng chục ngày đường trong rừng sâu thiếu gạo đói cơm có khi mưa kéo dài không nấu ăn được lương khô mang theo cũng hết đi nhiều không gặp địch bộ đội sinh chủ quan khi bất ngờ gặp địch thì xử lý lúng túng nên xảy ra thương vong lại phải khiêng cáng thương binh theo đội hình hành quân gặp những trường hợp bị thương nặng phải đưa về phẫu trung đoàn, hàng ngày đường lại phải bớt cả lực lượng trung đội 10 đến 15 người. Hàng tháng trời như vậy, tin tà mốc tự nhiên xuất hiện qua tin đài kỹ thuật, qua tin vịt từ bọn tù binh, hàng binh và dân Campuchia. Qua những dấu chân voi, những cành lá rừng mới bị bẻ gãy, những đốm lửa than vừa mới tàn, lại tự nhiên biệt tâm hàng chục km trong cuộc truy lùng, săn đuổi của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341. Trung đoàn 266 sau 2 tháng truy quét quanh khu vực Lệch, đầu tháng 10 năm 1979, vượt hàng chục km đường rừng tiến đến Samlốt. Trên đường vào Samlốt, loại khỏi vòng chiến đấu trung đoàn 75 sư đoàn 1 thu nhiều vũ khí, đạn dược các loại. Trung đoàn 250 kết hợp với tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6, trung đoàn 270, xóa sổ căn cứ lõm của trung đoàn 69, sư đoàn 2 ở Tây Nam Ta Xanh 25 cây số. Ở thời kỳ này, chúng ta truy quét ít gặp mình của địch vì chắc chưa có thời gian để chúng kịp triển khai kế hoạch xây dựng căn cứ lõm lâu dài. Chúng chủ yếu chạy sang biên giới Thái Lan, củng cố lực lượng xong, hối thúc quân lính trở lại nội địa hoạt động cùng thời điểm này trên chính trường ngoại giao trung quốc đang hàng ngày vu cáo chống phá ta chính thể campuchia dân chủ mặc dù vẫn giữ được chân trong liên hợp quốc nhưng chúng không còn được thế giới ủng hộ vì đã phơi bày chế độ diệt chủng tàn bạo trước nhân dân campuchia và nhân dân thế giới những người dân campuchia đang bị chúng lùa theo đã manh nha được rằng tổ quốc họ đã được giải phóng chế độ pol pot yên sari đã bị lật đổ nhưng do sự tàn bạo của lính pol pot nên họ chưa thoát được ra vùng giải phóng số dân bị bọn pol pot cưỡng bức lùa theo vẫn còn nhiều và cả lính pol pot đều không có gì ăn cuộc sống của lực lượng này vô cùng thảm hại họ phải đào cổ rừng hái lượm hoa quả hàng trăm hàng nghìn người củ quả đâu cho đủ họ kiếm gì ăn nấy thế rồi cái đói cái chết đã đến với họ. Tháng 7 năm 1979, chúng tôi gặp một phụ nữ Campuchia khoảng ngoài 40 tuổi. Trong những dòng người về quê đi qua lách, chị ta người gầy guộc, rách dưới. Trong túi áo có hai miếng thịt đã sấy lửa khô, đen xịt. Tôi nghi ngờ không biết thịt gì. Bảo chị em đội công tác lại xem và hỏi đó là thịt gì thì chị ta không nói. Tôi hỏi chị em thử đoán xem là thịt gì. Thì chị em tròn mắt, lè lưỡi, nôn ẹ, lắc đầu không trả lời. Trong rừng sâu, từng bãi xác người thối giữa, quần áo bị xé te tua, vứt bỏ lung tung. Sau này chúng tôi mới được nghe tù binh kể lại rằng những người dân trước đây khi bị Pol Pot lùa đi lao động khổ sai, họ không được mang theo bất cứ thứ gì họ đã giấu được thứ quý nhất là vàng. Các thứ đồ trang sức bằng vàng dễ cất giấu nhất nên được họ cất trong cặp quần, thân áo, ve áo. Lính Pol Pot phát hiện điều đó, vì thế quần áo của những thầy ma Campuchia bị xé toang từng mảnh, nát bét. Thỉnh thoảng anh em lính vẫn bắt gặp những thằng Pol Pot ngồi ôm súng chết dưới gốc cây. Có nơi cả lính, cả dân cùng chết một bãi. Bên cạnh là cái chảo quân dụng to tướng Trong chảo đầy măng Đã nấu chín và nước mưa Bộ đội ta dùng lê AK khuấy lên Từ dưới đáy chảo Có cả những vật nấu cùng măng Kỳ lạ đến dùng mình Giận gáy Nhiều chỗ Còn có những người đang sống thoi thóp Bên đống xác Được bộ đội ta cứu sống Sư đoàn 341 Đã cứu hàng chục người Trong đám xác chết như vậy trong đó có cả trẻ em. Tiểu đoàn 6 nhặt được một cháu trai trong quá trình đi truy quét. Các chú đặt tên cho cháu là Được. Cháu Được cùng với hơn chục cháu khác trước khi về nước, sư đoàn đã bàn giao cho tỉnh ủy tỉnh Bát Tam Bằng. Suốt 6 tháng cuối năm 1979, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341, quân đoàn 4 và nhiều đơn vị khác luôn dừng lội suối, truy quét tìm diệt bọn Pol Pot trong bạt ngàn rừng rậm suối sâu, đèo cao dốc đứng của miền Nam Tây Nam Bộ Sát, Bát Tham Băng. gọi hàng hàng nghìn lính Pol Pot, triệt phá nhiều cứ lõm của địch, cứu hàng vạn dân Campuchia thoát khỏi nanh vuốt của bọn diệt chủng. Nhưng tên đồ tể Tà Mốc vẫn biệt vô âm tín. Các tên đầu sỏ Pol Pot Yung Sari đã cao chạy xa bay bọn chỉ huy và một số binh lính vẫn chưa bị tiêu diệt. Cuộc chiến đấu của bộ đội liên quân Việt Nam Campuchia vẫn còn tiếp tục. Đầu năm 1980, bầu trời phía nam và phía tây Bát Tam băng, sáng dần lên. Đội hình cả sư đoàn 341 chuyển hẳn lên vùng sâu Pailin, Ta Sanh, Sam Lốt. Lực lượng địch chưa bị tiêu diệt và tan rã hoàn toàn. Có số còn lại chạy sang ẩn náu tại biên giới thái lan campuchia được các lực lượng thù địch hà hơi tiếp sức vỗ béo và trang bị mới chúng lại vác súng vác mìn trở về chống phá ta trên biên giới trà trộn trong nhân dân trở thành bọn hai mặt lũng đoạn chính quyền bạn phá hoại sự ổn định cuộc sống của nhân dân campuchia một nhiệm vụ mới lại đến với sư đoàn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới xây dựng và bảo vệ chính quyền bạn, thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu và đội quân công tác. Hết phần 6, mời các bạn đón nghe tiếp phần 7.